vuông vức hơn như kèo Đà Lạt, thì bên em đã di chuyển hơn 200 km từ Bình Dương xuống Sóc Trăng để đi bấm số cho khách hàng. Thì sau khi mà xuống tới nơi thì bạc vẫn rất là gọn gàng thẳng thớm cho anh em nha. Rồi cuối cùng, anh em nào đang cần tham khảo hay cần tìm mua một con xe tải Hino chất lượng với giá cả phải chăng thì cứ liên hệ Hino Vlog để được tư vấn thật kỹ trước khi mua xe. Rồi phần tiếp theo, Hino Vlog sẽ nói cho anh em biết những điều cần lưu ý khi anh em đi bấm biển số định danh sau ngày 15 tháng 8 nha anh em. Xin chào.